Rồi hello, em xin chào mấy anh mấy bác mấy chú nha. Chúc mấy anh mấy chú ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe ha. Thì em hôm nay có số máy nha. Thì em sẽ quay sơn cái để cho anh em xem cái rồi bắt đầu em giới thiệu từng con máy một ha. Thì bây giờ là em còn cây tỉa cỏ này ha. Cây tỉa cỏ này của Mitsubishi ha. Là cũng của Nhật luôn nha anh em. Tỉa cỏ cũng của Nhật luôn ha. Đây, đây. Với lại vít mini ha. Chiếc bên này là pin zin luôn á nè, pin zin tự nhiên nó còn sống mấy còn đẹp ha. Cái này là súng bắn đinh xài ấy ha, thì xài vừa xài hơi vừa xài pin ha. Thì nói chung là nó 12V thì anh em bắn xài vô tư ha. Thì có Makita đầu khía nè, 6507, 6505 với lại 6502 ha, với lại Hiti Bù Long với lại Hitachi. Thì còn cái hút bụi đó em chưa có mới mua về, em chưa có coi ha. Cái hút bụi đó rồi chắc để xài quá, tại vì pin nó hơi khó kiếm, anh em ở xa xa chắc hơi khó kiếm, bên em thì em kiếm được, còn anh em hơi xa xa chắc hơi khó kiếm cho nên anh em không bán ha. Thì em chưa kiểm tra nữa. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu từng con ha. Thì bây giờ em để con này qua bên ha. Con này rất là to nha anh em, nó bự lắm ha, nó bự mà nó nặng nữa, nó khoảng cỡ 2 kg á. Thì giới thiệu cái cỏ trước hai anh em. Với cái cỏ này thì của Mitsubishi ha, thì em đã giới thiệu rồi ha. Thì mấy cái kia em bán hết trơn, em còn lại cái này ha. Thì cái này là máy chạy bình thường nha. Máy lưỡi còn rất là ngon, ok nha. Nói chung là còn ok hết á, anh em yên tâm mà mua về xài thôi ha. Thì cục pin này nó có chỉ có 3 cell thôi. Thì anh em đóng pin Samsung 25R vô, anh em xài khoảng cỡ 3 tiếng 2 tiếng ha. Thì anh em ra ngoài anh em tỉa 20 tiếng rồi anh em đem sạc ha. Thì nói chung là vậy. Thì con này nó xài cỡ đó thôi, tại vì nó có 3 cell à, thì mình xài không có tầm 2 tiếng 3 tiếng thôi nha. Với em có mấy cục pin để gọi cái tỉa cỏ này, em giới thiệu trước tỉa cỏ đi ha. Tỉa cỏ này là em sẽ bán là 400 nha anh em. Thì thân máy do pin còn chạy ha, thì em không tính tiền pin tiền gì hết trơn, tại em kích pin em chạy để cho test máy cho anh em xem thôi ha, chứ không phải kích pin chạy để tính tiền anh em ha. Thì pin em không tính tiền, nói chung là vậy. Thì cứ mua về thì có sạc thì sạc, không có sạc thì thay mặt để vô người xài thôi, chung là vậy ha. Thì máy thì mình muốn ngon thì mình đóng pin mới cho mình xài ha, đóng pin Samsung 25R ha. Thì giờ em để này con số 1 ha, số 1 là 400k chuyển khoản em bao ship nha anh em ha. Bảo đảm bên trong còn ngon lành nha, anh em mở ra không ngon lành thì anh em cứ trả lại cho mình, hoặc là anh em cứ điện muốn vốn mình ha, không có đó chuyện đó vô tư. Em bán nào em có nói đó là chẳng thiệt, không có sao lửa anh em đó ha. Mua tôi còn trắng bóc nha anh em, ok hết, em đã vệ sinh rồi nha. Thì con này cắt cửa vẫn ok hết nha. Rồi thì em bán đồ cho anh em xài được, chứ không bán đồ đem về cho anh em đem về hư hao này kia cái nọ nữa nha, anh em yên tâm vấn đề đó ha. Thì cái nào em bán nào hư hao hoặc là gì đó em bán sát thì em sẽ nói em bán sát ha. Rồi bây giờ mình cho qua cái cỏ số 1 nha anh em. Bây giờ mình tới con Zipbot đi. Zipbot này là của Bot nè, thương hiệu Đức nha anh em, chứ không phải đầu tàu nha, thương hiệu Đức đàng hoàng nha. À, bên trong còn khá đẹp luôn, nói chung là rất là đẹp đó, nói chung là vậy. Tại vì em có tháo sơ ra, em coi pin, coi máy, coi nhông ha, chạy rất là yên nha anh em. Pin này pin zin nó luôn nha, nhưng mà anh em chở chiều thì nó sẽ ấy đây ha. À, này là chiều trái của nó, là chiều dặn ga đó, dặn ga đó nó sẽ nổi nút đỏ ha, dặn vô sẽ nổi nút xanh ha. Rồi thì pin này hôm gần em test thì giờ nó cũng gần hết rồi, pin còn rất là mới, anh em có sạc về sạc ha. Còn anh em không có sạc thì anh em cứ cấy cái đuôi sạc adapter vô anh em sạc ha. Thì con này thì em bán 300 ha, thân máy gì đó nha anh em, anh em đem về muốn tự chế muốn làm gì làm ha. Nói chung thì anh em về khỏi vệ sinh nó còn rất là đẹp, khỏi vệ sinh ha. Còn số 2 bán 300 ha anh em, 300k ha, chuyển khoản em bao ship luôn nha anh em đó. 300k chuyển khoản em bao ship luôn ha. Nếu mà con này anh em chuyển khoản thì nó đâu còn nhiêu tiền đâu, chung là vậy ha. Thì anh em đi ship thì cũng hết 30-40 ngàn. Thì anh em chuyển khoản thì em bao ship cho anh em, thì anh em còn có 200 mấy con này, với như 200 mấy con này quá rẻ, nghèo đứt mình xài nói gì nữa. Nói chung là vậy. Thì em có máy viên pin, em giới thiệu máy viên pin trước ha. Thì pin này là pin của Hitachi ha, 14V. Em đã cái sạc có ấy rồi ha, chạy ok hết nha. Thì pin thì em giới thiệu sơ thôi, thì em bảo đảm cho anh em xài ha. Thì anh em mua thì em sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Này là một cục pin, này là vỏ mạch với mạch cấy với cục sạc luôn ha. Thì em bán có cục sạc luôn nha anh em,
Này, tại vì em có cái xạ tơ thì em đã cấy gọi cho nên cho mình em mua về anh em xài thôi chứ không cần làm gì hết trơn ha. Đó. Thì cục này em sẽ bán là 500 ha anh em. Số 3 ha. Số 3 là 500. 500 là có sạc luôn nha anh em, 500. Có sạc chuyển khoản em bảo ship luôn nha. Nói chung là con này em bán thu hồi vốn thôi chứ không có lời lớn cho anh em bỏ công luôn á. Nói chung là vậy ha. Nó có vỏ nó không là 200 rồi anh em, sạc nữa. Mặt kép nữa. Công nữa. Mà em đâu tính công đâu. Công này là làm gắn mặt hơi cực á. Thì con này là pin 18V của Makita ha, pin này pin lithium luôn ha, có báo đèn. Rồi. Thì con này em bán cũng khá rồi cho nên em giới thiệu cho anh em thấy sơ thôi ha. Thì cục này là pin dung lượng 4A. Đó. Thì em có ăn cục pin không nghe anh em, còn anh em muốn mua sạc thì 50 nữa ha. Cục pin này là 450. Rồi con số 4 ha. 450. 450k ha. Rồi. Thì em có dán tem bảo hành này ha. Đó. Ngày tháng em có ghi rõ ràng nha, em có bảo hành 1 tháng nha anh em. Đó, thì anh em cứ yên tâm, có dán tem khi mà em bảo hành anh em là em sẽ dán tem hết ha. Đó, cho anh em coi sơ tem cái ha, việc này ha. Tên của em nè ha, số điện thoại em nè ha. Ngày tháng bảo hành này ha, có đầy đủ hết nha anh em. Em dán tượng trưng cho anh em xem thôi ha. Thì đó, thì nó là vậy. Không, cái này là em tượng trưng chứ em chưa ghi ngày tháng nha. Khi mà em gửi cho anh em sẽ ghi trừ hao là khoảng cỡ 3 ngày để cho anh em về tới bên anh em là vừa tới ngày bảo hành luôn ha. Thì bắt đầu từ đó tính đi. Rồi. Thì bây giờ tới con này. Em này giới thiệu cho nhanh lại ha. Thì em lấy khúc gỗ cái. Đinh là đinh thông dụng nha anh em, đinh thông dụng nha, đinh 3 phân anh em thường xài 3 phân, 2 phân là đinh này đinh 3 phân nè. Còn có đinh 2 phân nữa, đinh nói chung là đinh 3 phân thông dụng hơn là những cái đinh 2 phân ha. Thì 2 phân với lại 5 phân ha, này nhưng mà ở này nó bắn được kích cỡ là 5 phân ha. Thì hãy nó được 5 phân, đinh 5 phân. Này em đúc bên 3 phân vô ha. 3 phân vô nó mới phần nữa nên em mà 5 phân thì nó có tới đây thôi chứ nó không có xài hết đâu. Nó xài hết thì anh em khó ấy lắm. Ha. Tại vì em có từng làm gỗ em biết. Rồi, em sẽ để hết đinh vô luôn ha. Em sẽ để nối luôn ha. Thì anh em xài cái súng này thì anh em biết rồi. Đinh mình nối như mình nói. Thì em cũng có từng làm cho nên em biết. Đó, rồi. Khi mà anh em để đinh vô rồi ha. Thì anh em sẽ bật lúc này. Đó, nó đầy. Nó đầy nó sẽ ngưng nha anh em. Thì nó đầy nó sẽ ngưng thì mình sẽ bắn. Khi mình bắn thì cái nút cái cò an toàn nè, khi nó nhận vô nó mới bắn được nha anh em, chứ anh em để dành em bóp không ăn nha. Đấy, bóp cái cò vô nó mới ăn ha. Thì bây giờ em bắn luôn ha. Để bắn lệch vô tay. Thấy không? Thấy lúng không? Lúng mất tiêu của đinh luôn ha nè. Thì tại vì cái đinh này nó hơi nhỏ, tại vì đinh này nó hơi ngắn chứ không phải gì, tại nó bắn tới 5 phân lần. Nói chung là nó bắn tới 5 phân lần thì đinh 3 phân bắn vô lúc phải rồi. Thì đâm phân thì nó bắn là vừa luôn ha anh em, thì nó lúng khoảng cỡ 1-2 ly gì đó anh em chét bọt là vừa luôn ha. Chét bọt bắn bi u vô là ok. Nó nói chung là vậy ha, thì em bắn à. Rồi, bây giờ em sẽ tắt ha, cái nút này nút tắt ha, nút này nút xả nha anh em. Nó có 3-4 bậc nè, 4 bậc nè, cái nút chữ F này là chữ tắt ha. Vừa tắt thì xả luôn á, còn này là tắt luôn ha. Cái cuối này là tắt luôn ha. Anh em bật qua đây là bật hết qua đây là chạy ha. Rồi. Thì đinh thì em đã bắn rồi ha. Thì em bao ra anh em xài vô tư. Thì cái này là xả cho anh em. Tắt cái, mình xả cái này làm xả hơi nha. Nó có hai nút gạt mà xả hơi nha. Ví dụ mà trong thời gian mà anh em muốn bơm bánh xe thì anh em kẹp cái ống vô đây ha. Anh em bật qua đây thì nó sẽ bơm bánh xe cho anh em được luôn ha. Tại vì nó bắn hơi nổi là nó bắn đinh nổi là tất nhiên nó bơm xe được ha anh em. Đó. Nói chung là vậy thì cái này nó có là thông dụng là hai chức năng ha. Thì anh em bắn đinh được là từ 2 phân tới 5 phân, nói chung là 5 phân đổ xuống. Thì với lại cái này là xả hơi ha anh em. Vừa xả vừa bơm, nói chung là vậy ha. Thì cái này nó cũng thông dụng. Thì cái cục này là cũng xả luôn nha anh em. Nó tuy rằng nó tháo pin nhưng mà nó cũng là cái chế độ xả của nó luôn nha. Nó khi nào anh em muốn xả hơi anh em bấm đây cũng xả được luôn nha. Này pin này là để em test cho anh em xem ha. Em bán thân máy vỏ pin ha. Còn anh em muốn lấy cục pin này thì em để rẻ rẻ cho anh em xài ha. Nói chung là vậy. Rồi. Bấm lại cái nữa mình qua con khác nha.
chung là con này còn mới, hình như là mới trăm trăm thôi nè. Đậy nó sẽ ngưng nha anh em. Đó, nó đậy nó sẽ ngưng nha ha. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ tắt nha. Rồi em sẽ ghi con này là thân máy vỏ pin. Thì em bán thôi bây giờ anh bán giá rẻ chục pin cho anh em về anh em sử dụng luôn ha. Máy pin sạc luôn nha anh em, vậy cho nó gọn. Thì pin này em không có bảo hành ha. Pin nói chung là pin cũng xài ok nhưng em không bảo hành ha. Thì bán rẻ mà bảo hành nữa anh em chết anh em chết, chết em anh em. Anh em không cảm giúp em ha. Còn anh em muốn ngon thì anh em cứ alo cho em đóng pin em bảo hành cho anh em 3 tháng 6 tháng đâu bình thường ha. Rồi, pin này em cũng đóng lại luôn nha anh em. Nó thì cục pin này với cái máy cái nói chung là cái thân máy là 550 đó nè. Thì con là con số số 5 nha anh em. Số 5. Là thân máy là 550 nha. 550k. Đó, thân máy 550. Đây cục pin này là 200 nữa đi, 750 ha. Rồi em nói cái gì đó, cục pin 200 nó 750. Rồi. Thì pin 200 là em chỉ lấy tiền mặt với tiền máy thôi nha. Pin thì em có tính tiền gì đâu, mạch với công với sạc thôi ha, chứ em không lấy tiền công, có lấy pin ha. Đó nói chung là vậy. Thì pin em thấy xài cũng ok cho nên em để cho anh em mới bán nha anh em ha. Chứ lại em bán thì em không tính tiền pin, nói chung 200.000 nội mạch với sạc không hết anh em à. Đó, nói chung là vậy, tại vì bán có này có kia cho anh em về xài luôn ha. Cho nó gọn, nhanh gọn lẹ. Rồi. Thì còn hai cục pin. Thì pin này là pin này pin LG anh em. Pin này là pin LG là pin 2A một cục, tức như là hai cục hai hàng là 4A ha. Pin này là vỏ mới nhận sạc zin ha anh em. Nhận sạc 80 81 vậy anh em để nhận sạc hết ha. Cục này là con coi này của Bana ha. Thì cục này em sẽ bán là nếu mà cục không vậy nè, anh em về sạc zin vô á là em sẽ bán là 500 nha anh em. Số 6 ha. Số 6 500. Ờ. Cái này là nhận sạc zin nha anh em. Còn anh em muốn cấy mạch thì tốn thêm 100 nữa, vậy thôi. Thì 500 ha. Bana hai hàng xeo 8V 14V ha. Rồi, cho qua số 6. Rồi số 7. Số 7 này là cục pin đợt trước em có bán mấy cục rồi ha. Thì hai cục này em bán, một này em bán tiếp ha. Thì đợt trước em có bán hai cục cho nên mình ấy ha, bây giờ em bán 1 cục. Cái cục này là em bán 120 nha anh em. Số số 7 ha. Số 7 120. Ha, cục số 7 120.000 ha anh em. Đó. Nói chung là 15.6 nha anh em. Pin này hơi khó kiếm nha anh em. Nó cũng có nhưng mà lâu lâu nó mới có chứ không phải có hoài như là mấy pin của Hitachi hoặc là Nati nhỏ nhỏ mấy pin này đều thiếu vậy. Còn cái cục 15.6 đó hơi ít có, tại máy nó cũng về hơi ít nữa. Nói chung không nhiều ha. Thì bây giờ tới con này. Thì con này em sẽ lấy pin của máy này. Thì giới thiệu con này trước đi, tại vì con này nó có pin sẵn nè. Ha. Thì con này là cái con bắn vít, con này là mới nhưng mà nó gãy thân ha. Nó gãy thân, em mua về khám phá ha nè. Ha, mà in ra bằng luôn ha. Con này như mới luôn nha anh em. Con này là hình như là mới luôn á. Nhưng mà cái con này nè. Con này cái lỗi nó là có thắng không có được tóc nha anh em, cái lỗi nó là vậy nha. Chứ không hư hao vậy hết đó. Con này còn như mới mà. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái cây để lấy cái cây test để cho test cho anh em xem ha. Cái này là mở vít mở gì vô tư nha anh em. Thì anh em muốn bắn cái gì đó anh em chỉnh chỗ này nè. Chỗ này trong này nó có cái găng. Anh em chỉnh càng sâu càng nặng vô nó sẽ bắn đồ càng nặng ha. Nói chung anh em muốn bắn vít thì anh em chỉnh sâu vô ha. Nhưng mà cái này nó văng rồi. Đó. Con này còn rất là mới nha, bảo đảm với anh em là mới luôn. Bảo là mới luôn, thang chưa hao luôn. Đó. Thì anh bán về cho anh em khám phá chơi với bị gãy cục này ha. Gãy cái ấy chỏng anh em kiếm gì nó có lú lên chút vậy nè. Lú lên chừng cỡ 3 ly vậy đó. Anh em kiếm cây gì anh em bấm vô anh em để gặt qua gặt lại chở chiều ha. Nó còn nó còn cái cây thẳng vậy thôi à. Mất cái cây ngóc lên nè, mất rồi. Gãy rồi. Đó, nói chung là vậy em bán thành lý bán sát để dành cho anh em về khám phá rồi chơi ha. Giờ em để này vô em test trước cái đó. Không. Con này bảo đảm bao mới cho anh em luôn. Đó, đây có bóng đèn nha. Đó, mình bấm mà mình buông ra nó sẽ mở đèn ha. Đó, trước này là đèn nó tự tắt ha, chút xíu nó tắt. Ha.
Để xíu nó tắt nha anh em. Đây, đây. Rồi. Thì con này em bán là thân máy nha anh em, này thân máy 14V nha. Con này rất là đẹp. Ha, mặt in sao bằng luôn, tem còn rất là đẹp. Thang bảo đảm với anh em là về anh em nhìn cục thang là anh em ghiền, anh em mở cái máy ra là anh em ghiền luôn á. Để em có để tấm hình trên màn hình á, anh em coi xem giúp em ha. Thì em có chụp hình cái ruột của nó cho anh em xem á. Rồi. Thì con này em sẽ bán là 300 ngàn ha anh em. Bán giá đẹp đẹp cho anh em về anh em khám phá được chơi. Em cũng mua về em khám phá thôi nè. Dạ. Em cũng mua về khám phá thôi nè. Đó, 300 ngàn con số 8 ha. Số 8 300. Anh em, số 8 300 bao mới cho anh em luôn nha. Bao trong ruột là đẹp luôn. Đấy. Nhưng mà cái này nó có lún dây gì em không biết. Về khám phá tiếp anh em à. Em thì không cần điện tử cho nên vụ này thua. Đó. Còn anh em không khám phá xong rồi anh em cũng như là anh em nghiên cứu này vậy xong rồi anh em lấy anh em bắn vít, mở vít được chơi ha. Đó. Đó. Chế cái này lại là anh em mở vít được chơi ha. Nó. Nè cái búa nó còn vàng khè luôn nè. Đó thấy không? Vàng khè mới cáo luôn không? Cộng với cộng lò xo nó còn xanh lè luôn nè. Đó. Đó. Rồi em bán dễ rẻ về em khám phá rồi xong rồi em vệ sinh sẽ đó. Rồi em gáp vô lại xong tới anh em ha. Đó, 300 tại em gần gần bãi mà. Nói chung là vậy. Thân máy 300 nha anh em. Con này thân máy 300 nha. Ruột đẹp nha. Rồi. Cho qua con số 8 đi. Rồi số 8 là tới thì cục pin này là pin 14V Makita đóng pin 25R ha. Pin này thì pin 5A luôn ha. Pin 5A luôn nha anh em. Này pin nhận sạc zin nha anh em. Rồi, cục này là em bán cục bán 550 nha anh em. Nó 550. Số 9 nha. Thì số 9 là 550 nha anh em. Đây, số 9 550 nha anh em, nhận sạc zin, vỏ mới. Mặt nhận sạc zin, pin đóng mới. Rồi. Ha. Có báo đèn nha anh em. Có báo đèn để chút xíu nó tắt ha. Rồi, số 9 550 nhanh gọn lẹ cho đỡ anh em mất thời gian ha. Anh em nào coi cho em xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em đã coi tới đây rồi anh em tiếc chi em với cô một cái bấm một cái nút đăng ký ha. Đăng ký thì nó đâu có bao nhiêu đâu, một giây một. Rồi. Thì bây giờ em sẽ lấy cục pin để em test pin pin 14 nha anh em. Thì em sẽ test cái máy của Hitachi này ha. Thì máy Hitachi này là 12V nha anh em, 12V là con này là DML vậy đó anh em ơi. Chừng mà vậy thì nó em rửa mới văng tay mất tiêu rồi. Em để vệ sinh rồi nha, thang em thay mới luôn nha. Chạy bao ngon, ok. Bắn như trâu vậy nè. Con này bắn như trâu vậy. Rồi, thử sơ vậy thôi. Anh em xài máy anh em thử sơn anh em biết luôn ha. Rồi con này là thân máy gió pin nha anh em. Thân máy gió pin 450. Thề thay mà thay thang mới luôn nha anh em. Thang nó bị đứt rồi em thay luôn ha. Giật đứt rồi. Em thay thang mới vô. Rồi 450 nha anh em, con số 10. Chuyển phản em bao ship luôn nha anh em. Đó. Bây giờ lỡ rồi. Rồi thân máy gió pin 450 Hitachi 12V. Rồi bây giờ tới con vít. Thì con vít này đợt trước nè. Thì anh em thì con vít này em có để cái ruột trên màn hình đó nha anh em. Này nút này là nút này nó bị mất cái nắp ha. Thì em có để cái nắp vô đẹp đàng hoàng nha anh em. Em cũng mài dũa rồi đẹp đàng hoàng nha. Máy full nha anh em. Máy chung là máy như mới á, tại nó mất cái nắp này thôi. Máy như mới em hôm qua em có ấy cho nó hơi dơ xíu ha. Đó, nói chung là vậy. Dạ. Còn ngon lành đàng hoàng nha anh em, đầu không gơ một miếng luôn nha. Rồi. Thân máy gió pin 380 nha anh em. Em đã cái cò nắp cò nó, cái nắp cò này nó bị mất, em đã chế nó cò khác vô ha. Thì 380 bao đẹp cho anh em luôn ha, con số 11. 380k.
Thì cái này nó mất cái đầu gài chỗ này nha anh em. Cái đầu gài có cái móc á, mà cái móc của nó thì đâu có đâu, cần đầu gài làm gì, để con dây vô đây ha anh em để con dây vô. Rồi 380 nha anh em. Thì em có để cái ruột đó bên trên màn hình cho anh em xem cái ruột của cái máy á. Bảo đảm bao đẹp cho anh em luôn, nhìn motor trắng bóc luôn nè. Đó, con này là em bán 450, nhưng tại nó ấy cái cò này nè, dưới bị mất này chút xíu này, em bán 380, bán rẻ rẻ cho anh em xài ha. Ý, pin còn chạy luôn. Pin còn chạy luôn nè anh em. Pin còn chạy luôn. Còn nhá đèn ha. Rồi 380 ha. Thân máy giáo pin. Con của con Ryobi 12V ha. Máy còn rất là đẹp. Nói chung là vậy. Con này cũng còn rất là đẹp này, cục nè. À, nó còn dính mớ ấy em lột luôn à. Rồi. Anh em nhìn tem nó anh em biết rồi, đúng không? Con này còn tem vậy là máy nó rất là đẹp nè ha. Thì con này là con có 6507 nha anh em. Thì 6507 thì anh em biết rồi, quyền thoại của thằng Nati à. Người ta thông dụng rất là nhiều, nói chung thì con này rất là hot nha. Em cũng có chụp hình cái màn hình, chụp hình cái ruột cũng để trên màn hình nha nè. Anh em coi giúp mình cái ha. Thì con này nó có chức năng là vừa khoan, vừa bắn vít ha, vừa bắn vít có cấp trượt. Nói chung là vậy. Thì cái chức năng này là phan nè anh em. Anh em kéo lên là phan nè ha. Là tất nhiên anh em. Con này là bắn vít chứ, bắn vít có búa. Lộn. Bắn vít có búa ha. Anh em đẩy xuống là phan ha. Đẩy xuống là tua chậm á anh em. Tua chậm nên anh em sẽ phan nó sẽ khỏe ha. Thấy không? Khi mà anh em muốn phan thì anh em chỉnh cái nút này nè, chỉnh cái nút này qua cái chế độ phan ha. Anh em để đây là anh em phan ha. Còn mình kéo lên trên là bắn vít có cấp trượt ha. Là chỉ có búa nè, bắn vít có búa, nói chung là vậy. Rồi, bắn vít có búa, có phan, cấp trượt, con này rất là thông dụng, anh em xài rất là nhiều luôn. Tua nó lớn nữa. Nói chung là anh em nhìn sơ con này anh em biết liền ha. Thì em có, nói chung là con này rất là đẹp nè, trong ruột rất là đẹp, trắng bóc luôn, cái dòng của nó trắng bóc luôn ha. Thì em sẽ bán con này, em bán nhanh gọn lẹ nha anh em, bán con này số 12 nha anh em, số 12, máy full chức năng không thiếu gì hết, máy đã vệ sinh rồi luôn nha, máy còn bao đẹp nha, để coi đầu coi, đầu không gơ lắc gì nha anh em, đầu không gơ lắc gì nha, con này nói chung sướng quá sướng à. Thì con này là số 12 nha anh em. Con này là số 12 em bán là 570 nha anh em. 570k nha, chuyển khoản em bao ship nha anh em, nó 570.000. Chuyển khoản em bao ship, ruột bao đẹp. Nói chung là giữa mua con này về là xài phê luôn á anh em, 570.000 ha. Thì đó, thì cái này là em lột cho nó đẹp anh em, nó còn dính mớ hôm qua rửa ghét lột hết luôn nè, nó bao cho anh em xài. Thì con này xài quá sướng, đầu không gơ một miếng luôn ha. Rồi 570.000. Bây giờ tới con này đây. Con này là con của con này hình như là 123 quên ha. Thì con này là con Makita đầu khía ha anh em. Con này là quyền thoại của Makita ha. Thì ở đây là anh em có thể để pin 14 nha. Em đã cắt cái lẫy này ra nè, cho anh em để pin 14 vô ha. Pin 14 nè ha. Chứ không thôi là dương cái lẫy này là anh em để pin 14 không được ha. Đó, để pin 14 vô xài cho nó sướng. Thì con này là em mới mua về nha anh em, thì mới mua về cái đợt luôn em, chưa đầy nửa tiếng nữa em đăng em bán luôn ha, tại vì em sẵn đăng nè, rồi em đăng luôn ha, còn con em đăng luôn ha nè. Con này là anh em về vệ sinh thắng nha, em bán dễ rẻ vậy anh em về vệ sinh cò lại ha, tại vì cái thắng nó không có. Cái thắng nó khi mà cái cò nó đẩy ra nó sẽ đẩy dướng cái ấy trước nè, anh đẩy thế vậy nè là nó sẽ thắng. Nhưng mà cái lâu ngày nó bị ten anh em, cái nó đẩy vô nó không tới, nó không dính ha. Nó không có như là bị ten đâu dính được đâu, nên là nó cắt ra nó không thắng được ha. Chứ máy này quan trọng là cái máy á, mà mua về mà nó còn điều tốc là ngon lành ha nè. Rồi chuyện thắng khỏi lo, chuyện thắng anh em mở rồi vệ sinh cò lấy với nhau em chạy sờ cho nó có thắng liền đó. Nói chung này em bấm hồi không chừng là nó có thắng luôn á, tại vì để nó lâu ngày lên ten á ha. Thì em sẽ bán rẻ xíu nhanh cho anh em về chế cháo rồi ha, có về ấy rồi ha, lộn chế cháo gì quên, đây người ta nguyên gì chế gì. Thì con này em bán là thân máy vỏ pin, pin còn rất đẹp, pin này không chừng còn sống luôn nè, pin này rất là đẹp nha nè, nó pin 12V rất là đẹp nha. Thì cái này là cái miếng bạc này, không biết em không biết sao mà cái này nó dán miếng bạc vô đây nè, thấy không, dán miếng bạc vô nè, thấy không, cái đầu nó cũng dán luôn nha. Này không phải nước sơn, cái đầu nó dán luôn nha. Nè. Đó,
em chưa vệ sinh, chưa đụng chạm gì trơn nha anh em. Nó về nguyên vậy là em để nguyên vậy em bán rẻ cho anh em xài ha. Em kiếm mấy chục ngàn tiền cà phê thôi chứ vệ sinh thì em bán cao hơn cũng vậy thôi à. Đó, thì thân máy vỏ pin luôn nha anh em, 550. Này con số 13 nha anh em, thân máy vỏ pin 550. Ha, thân máy vỏ pin 550. Anh em về vệ sinh còi giúp em cái nha. Đó. Rồi. Thân máy vỏ pin 550, máy chạy ok nha anh em. Máy còn ngon lành rất khỏe nha, để em test lần nữa cho anh em xem nha. Cái này anh em mua về anh em để pin 14 vô xài, không thôi anh em đóng cục này thành pin 14 á, tại vì cái này cũng đóng được 8 cell nè, cho nên anh em đóng pin cục 14 là bình thường nè. Đó. Ghê không? Thì cái gạt phang bắn vít này quan trọng là cái điều tốc thôi chứ thắng thì nó không có quan trọng lên nè. Nói chung là vậy, không có quan trọng mấy đâu, nói chung là không quan trọng mấy đâu. Thì thân máy vỏ pin 550 nha anh nè. Rồi, em cho qua con số 13 nha. Thì bây giờ tới số 14 đi. Số 14 này con 6505 nha. Con 6505 này cũng full chức năng, thì máy em đã vệ sinh rồi ha. Nói chung là máy còn nguyên ha. Đó. Hơi chốc này xíu nè. Thì con này cũng y gan 6507 nha anh em. Thì y gan nhau, nói chung là nó là 9-10 thôi chứ không có khác gì đâu. Tại con cái 6505 với cái 6507 thôi. Một pin này rất là dài nha anh em. Một pin này lạ lạ. Một pin này có báo đèn đồ nhìn thí thế lắm, còn rất là đẹp luôn nha. Một pin này nè. Để em lấy một pin thường cho anh em xem ha. Thì nó có hai loại, ba loại gì lận. Pin thường của nó nè. Nó dài hơn xíu nha anh em. Đó, bề trên bự như nó cỡ nhau thôi. Đó. Nhưng nó dài hơn xíu, nó bự hơn chút xíu nè. Chiều ngang chiều này thì cỡ nhau, nhưng mà chiều cao nó cao hơn một chút ha. Nó cao hơn nó ha nè, đó nó cao hơn nó. Rồi. Pin này rất là đẹp luôn. Chung là pin này đẹp. Máy chạy ru rồi nè. Máy thắng được tốc đầy đủ ha. Nhanh chậm là ok hết ha. Cấp trượt. Cấp trượt. Này chế độ phan nha anh em. Anh em kéo xuống rồi anh em bật cái này qua là anh em phan ha, phan cây, phan gỗ rồi ha, phan sắt rồi ha. Còn anh em bật qua đây là kéo lên. Anh em bắn vít có cái búa ha. Đó. Còn anh em để xuống vậy anh em quay qua đây là bắn vít có cấp trượt cho anh em. Anh em kéo xuống vậy mà anh em quay qua cái nút mà cái nút phan ha, anh em quậy qua đây là nút có cái bắn vít có cấp trượt ha. Thì nó có chung là nó có ba chức năng để cho anh em sử dụng nè. Đó, nó có phan nè, bắn vít có cấp trượt với là bắn vít có búa ha. Nói chung là vậy. Một cái là mở vít á, mở vít có cấp trượt, bắn vít có búa với lại có phan sắt ha, chế độ phan sắt nó ba chức năng, nó qua ba chức năng lận. Rồi thì con này em sẽ bán là 500 ha anh em. Thân máy vỏ pin 500 ha, pin nó rất là đẹp nha. Dạ. Yeah. Sao dán hết dính rồi, con keo nó bị gì vậy? Rồi, thân máy vỏ pin 500 là con số 14 nha anh em, con số 14. Để em dán cái này cái đàng hoàng lại cái coi. Tại vì hôm qua em vệ sinh cái vợ nó còn dính dầu cho nên cái nào dán cái dính ha, số 14. 14. Ví dụ mà anh em nói không nói số thì anh em nói con này là 6505 là em biết liền ha. Thì 500 nha anh em, thân máy vỏ pin nha. Thân máy vỏ pin 500 ha anh em. Rồi. Cho qua số 14 nha. Thì tới con số 15. Thì con số 15 này là con 6502. Có lộn 6402. Ha, 6402 phải không hay là 6403? Là 6403 anh em, chứ không phải 6402. 6403 ha. Thì con này là thân máy vỏ pin luôn nha anh em. Thì con này là cũng full chức năng, ngoại hình còn rất là đẹp nha. Màn hình gọi nguyên nha anh em. Đó. Thì con nào em có chụp gục thì em ấy chạy đi xíu nè. Đó, bị chạy đi xíu rồi nè. Bị gớt đầu trúng đó nè. Chung là vậy. Rồi, con này. Đầu kẹp nó có lóc 13 ly ha. Đó. Nói chung là con này bao khỏe luôn này, nó khỏe lắm. Mấy cái loại dòng nati mà nó pha là nó khỏe ghê lắm. Anh em kéo lên cái là tôi chậm ha. Anh em kéo xuống là tôi nhanh ha. Thì đây là mình có phan sắt nè. Này bắn vít có cấp trượt nè. Và mở vít có cấp trượt nè. Này là nhanh chậm ha. Rồi. Đó, này chậm nè, chậm thì anh em chậm xong anh em chỉnh qua đây là anh em phan ha. Đó, chỉnh qua đây là anh em phan sắt ha. Tại vì nó chậm là nó càng chậm càng khỏe. Nó anh em chỉnh kiểu như em là anh em kéo lên mà anh em chỉnh qua tới đây mà anh em mà cầm cái đầu này dính. Em cái gì em cũng sợ cũng thua anh em chứ, thiệt mạnh lắm.
Thì con này là full chức năng nha, thắng được tóc đồ đầy đủ nha anh em. Nói chung là máy full, không có thiếu gì hết, vệ sinh rồi luôn. Thì con này em sẽ bán là 530 ngàn. 530 ngàn, lộn, 550 gửi luôn nè, 530 ha, 530 thôi. Đây con số 15 nha anh em. Số 15 là 530 ngàn. Sáng 550 vẫn được, tại em bán 530 anh em, bán cho nhanh em ơi. À, 530 ngàn, thân máy vỏ pin, máy vệ sinh gọi luôn ha. Rồi bây giờ cái con này thì con này là con Hiti nha anh em, sản xuất đợi giờ nha anh em, 31 tháng 10 năm 2020 ha. Thì máy này là full chức năng, tại vì nó kẹp ba chân cho nên khi nào anh em cần mua cho em liên hệ với em sẽ test cho anh em xem ha. Thì này là có ba chức năng nè, này là không phải là ba chức năng mà là ba cấp chỉnh, tất nhiên là nhanh rồi chậm nữa đó, nói chung là vậy ha. Thì con này sẽ bán là 1.400.000 cho anh em, thân máy vỏ pin, ô lộn, thân máy chứ quên, thân máy, nhưng mà cái con này thân máy không có vỏ pin nha. Thì anh em muốn mua vỏ pin nó thì liên hệ với em thì em sẽ tìm vỏ pin nha. Hôm gà em kiếm chưa gặp. Này con bu lông nha anh em, 14V không chổi than ha, dòng Hiti 14V không chổi than là bao cho anh em xài luôn. Con số 16 nha anh em. Rồi con số 16 em bán 1.400.000 nha. Ha, 1.400.000 máy full chức năng không thiếu gì hết, cấp chỉnh nó đàng hoàng. Với lại con này còi nguyên nha anh em, chứ nó không có bắn lủng lỗ luôn gì hết nha anh em. Nó con này nè, mạng nó lớn nè đó. Tại vì dòng Hiti này là chuyển về là nó bị bắn chơi nè, bị bắn đinh, bắn hông nè, bắn đít nè nó, nhưng con này không có nha anh em. Thì hôm nay em có video, em có số máy đó thôi nha anh em. Em còn cây hút bụi 10V8 để dành ấy ha. Thì anh em thương em cho em xin một like và đăng ký nha. Anh em có nhu cầu liên hệ cho em, anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ cho em số điện thoại là 0366093247 nha, hoặc là 0332606167 nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thôi chào anh em nha.